Chào các bạn đang theo dõi ván đấu giữa hai danh thủ Miêu Lệ Minh của đội cờ tướng Phó Lâm Môn và Triệu Vĩ của đội cờ tướng Thượng Hải. Trong ván đấu này, danh thủ Miêu Lệ Minh là người cầm quân đỏ được quyền đi trước, và danh thủ Triệu Vĩ là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra tại giải cờ tướng Thiên Thiên Tượng Kỳ giao cấp Tiên Tái năm 2019. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời các bạn cùng theo dõi.